nhiệt độ tăng cao khiến việc kiểm soát các đám cháy rừng ở miền Bắc California của Mỹ trở nên khó khăn hơn. Cho đến nay, lực lượng chức năng mới chỉ kiểm soát 8% diện tích cháy rừng. Riêng 2 ngày qua, nhiệt độ ở khu vực công viên quốc gia Thung lũng Chết ở California đã đạt mức 54 độ C, mức nền nhiệt cao kỷ lục từng được ghi nhận ở khu vực này vào tháng 7 năm 1913. Tại các khu vực vùng núi phía Bắc California, cháy rừng cộng với nhiệt độ tăng cao đã thiêu rụi hàng chục ngôi nhà của người dân. Hơn 1.200 lính cứu hỏa được huy động cùng với sự hỗ trợ của máy bay dập lửa đã nỗ lực kiểm soát cháy rừng trong suốt mấy ngày qua. Tuy nhiên, gió thổi mạnh cộng nền nhiệt cao khiến cháy rừng càng lan rộng. Thay vì dập lửa ban ngày, lực lượng chức năng phải tận dụng thời tiết mát về đêm để thực thi nhiệm vụ. Theo cơ quan chức năng, cháy rừng nghiêm trọng và không khí khô nóng đến mức nước được xả từ máy bay dập lửa vừa thoát ra ngoài đã bốc hơi ngay lập tức trước khi tiếp xúc với mặt đất. Trong khi đó, thì lũ lụt ở khu vực Tây Nam Trung Quốc đã khiến cho hàng nghìn người phải di dời sau những ngày mưa lớn và số lượng người dân phải đi sơ tán dự kiến sẽ còn tăng lên. Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, từ ngày 9 tháng 7 trên khắp tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã khiến mực nước ở 14 con sông dâng cao, ảnh hưởng đến hơn 120.000 cư dân và gây thiệt hại ước tính khoảng 176 triệu nhân dân tệ, khoảng 27 triệu đô la Mỹ. Các nhà chức trách nước này đã cảnh báo rằng lượng mưa năm nay có thể còn cao hơn năm 2020. Trước đó, vào tháng 6 năm 2021, với Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã đưa ra khuyến nghị về các nỗ lực phòng chống lũ lụt và cảnh báo, người dân cần chuẩn bị cho việc mưa lớn có thể kéo dài đến tháng 8.